Ok, bây giờ mình sẽ bóc hộp và review chiếc đầu Nvidia Q30 để cho em xem nha. Mình sẽ hưởng nó này. Sản phẩm được bọc trong một hộp rất là kỹ lưỡng. Đầu karaoke Nvidia Q30 vô cùng bồng nhẹ. Và bề mặt của nó là hợp kim chất lượng cao. Và màu đen vô cùng sang trọng nha anh em. Mặt trước của nó là nút nguồn. Đây là Nvidia logo của em nó này. Đây là nút nguồn. Hai bên là các cổng USB để gắn vào. Đây là chủ đề sẽ nhớ đây này. Đây là anten. Cổng kết nối âm thanh. Đây là cổng kết nối với TV này. Đây là cổng LAN và cổng optical. Ok, chiếc đầu karaoke này với độ xử lý hình ảnh rất là cao, anh em có thể chơi nhạc và xem phim với chất lượng 4K luôn đó anh em. Anh em có tin với thiết bị nhỏ gọn như này mà có thể biến một chiếc TV bình thường thành smart TV không? Nếu không tin thì hãy cùng mình gắn thử nó vào dàn và kết nối với các thiết bị để xem như thế nào nha. Ok, mình sẽ gắn thử cho anh em xem. Ok, thì chiếc đầu karaoke Nvidia Q30 này giống như những chiếc đầu karaoke thông minh khác. Có chip xử lý thông minh hơn những chiếc smart TV và đầu karaoke Q30 này có thể anh em có thể chơi nhạc online và hát karaoke cũng như xem phim online.